sáng ngày 13 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 1 tháng 2 năm Tân Sửu, phái đoàn tỉnh thất Liên Hoa, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, do sư cô Thích Nữ Huệ Nguyện, trụ trì tỉnh thất Liên Hoa làm trưởng đoàn, cùng chư ni và quý Phật tử đã đến thăm và tặng quà cho các em tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thân mật tiếp đoàn có sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, Phó Giám đốc Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang và các thầy cô phụ trách văn phòng. Tại buổi thăm hỏi, sư cô Thích Nữ Huệ Nguyện đã gửi lời chúc sức khỏe đến ban giám đốc trung tâm, mong quý vị luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc trồng người, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, sư cô cũng gửi lời chúc đến các em nhỏ luôn chăm ngoan, tinh tấn, học giỏi, nghe lời chỉ dạy của quý thầy cô để không phụ lòng của quý thầy cô đã chăm lo cho các em. Đáp lời, sư cô Thích Nữ Huệ Tánh cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến đoàn đã không ngại đường xá xa xôi đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ. Nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho quý vị thân khỏe, tâm an, sở cầu như ý nguyện. Chúc quý Phật tử công việc được hanh thông, làm ăn phát triển để tiếp tục đồng hành cùng với ban giám đốc trung tâm hỗ trợ các em. Dịp này, đoàn đã trao tặng những phần quà gồm bánh, sữa và một số nhu yếu phẩm khác, tổng giá trị trên 12 triệu đồng cho chư ni và Phật tử tỉnh thất Liên Hoa cùng hỗ trợ. Được biết, Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang được Thượng tọa Thích Minh Nhẫn sáng lập và điều hành từ năm 2002 đến nay. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng và giáo dục 227 em ở 5 cấp học, trong đó có 104 em từ lớp 1 đến lớp 12, 117 trẻ cấp mẫu giáo và có 6 em đang theo học hệ đại học cao đẳng. Mọi nhu cầu sinh hoạt và học tập của các em được trung tâm cung cấp đầy đủ và miễn phí hoàn toàn. Ngoài việc học chữ, các em còn được học vi tính, anh văn và các sinh hoạt khác như thể dục thể thao, âm nhạc, chăm sóc vườn rau, cây kiểng nhằm để phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.